Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nghị định quy định về quản lý hoạt động mô tô nước phục vụ vui chơi giải trí. Công an huyện Hà Trung tổ chức ký cam kết kiểm soát quá tải từ đầu nguồn bến bãi. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 48 quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước. Theo đó, mô tô nước được xếp vào loại phương tiện phục vụ vui chơi dưới nước phải thực hiện đăng kiểm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Theo đó, nghị định quy định, người lái mô tô nước hoạt động vui chơi giải trí dưới nước phải đủ 15 tuổi trở lên, đảm bảo về sức khỏe. Người lái phương tiện phải mặc áo phao trong suốt thời gian tham gia hoạt động vui chơi giải trí. Chỉ điều khiển phương tiện hoạt động vui chơi giải trí trong vùng nước được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc công bố. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn chỉnh dự thảo nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 tới đây. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô thay thế nghị định số 86, trong đó lưu ý kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu dùng chung với ngành công an về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhằm phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan để phục vụ yêu cầu quản lý khi cần thiết. Mới đây, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra các quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Qua công tác thanh tra, đoàn thanh tra đã phát hiện phần lớn các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định. Hiện thanh tra sở đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót, nghiêm túc thực hiện các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng xe ô tô tải có kích thước thành thùng vượt quá chiều cao và có dấu hiệu chở quá tải lưu thông trên các tuyến đường liên xã Hà Bình, Hà Tân ra quốc lộ 1A, hiện nay, cùng với việc xử lý khi phát hiện xe vi phạm, Công an huyện Hà Trung đã tổ chức ký cam kết cho các chủ mỏ nhằm kiểm soát tải trọng ngay từ đầu nguồn bến bãi. Thống kê của Công an huyện Hà Trung, riêng trên địa bàn xã Hà Tân có tới 10 doanh nghiệp được chấp thuận khai thác vật liệu xây dựng. Trung bình mỗi ngày tại khu vực này có tới hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu xây dựng cơi nới thành thùng và có dấu hiệu chở quá tải lưu thông, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người tham gia giao thông. Bên cạnh việc duy trì một tổ công tác chốt chặn ngay trên tuyến đường liên xã Hà Bình, Hà Tân, Công an huyện Hà Trung đã tiến hành tuyên truyền, đồng thời yêu cầu chủ mỏ ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về tải trọng. Chúng tôi đã tiến hành cho các cái chủ mỏ ký cam kết về việc chấp hành không múc cho các phương tiện tham gia giao thông quá thành thùng và không để cho các phương tiện quá khổ quá tải đi ra khỏi mỏ. Đối với các vi phạm của các chủ mỏ thì bọn tôi sẽ có các cái biện pháp mà phát hiện và báo cáo với Ban An toàn giao thông huyện, báo cáo với lãnh đạo huyện và lãnh đạo công an huyện để có cái hình thức là tạm dừng kinh doanh, không cho khai thác. Đến nay, các chủ mỏ, chủ bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung đã ký cam kết sẽ nhắc nhở lái xe và chủ xe chấp hành đúng quy định về tải trọng. Tuy nhiên, theo các chủ mỏ và chủ bãi thì rất khó để xác định chính xác tải trọng cho phép của từng loại xe. Nói là mình cũng không có cái cơ sở nào để mà kiểm tra họ cái phần tải trọng đó, mà đi kiểm tra thế nó rườm rà mà không hay cho cái vấn đề là khách hàng và chủ hàng đi bán hàng mà lại đi kiểm tra nhau những. Trên thực tế, rất nhiều chủ mỏ và chủ bãi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đều có xác định chính xác tải trọng phương tiện. Nếu lái xe đến mua hàng không cung cấp trung thực thông tin quy định tải trọng phương tiện. Vì vậy, chừng nào khó khăn này chưa được giải quyết, thì giải pháp ngăn ngừa xe quá tải ngay từ đầu nguồn bến bãi tại xã Hà Tân của Công an huyện Hà Trung sẽ khó triệt để. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn Giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.